before và after. Từ 42 lên 52 cân. Ôi, trời ơi. Xin ví em chỉ một cái phòng ở đây. Những khán giả đang xem live, các bạn cũng sẽ nhận được quà. Em được anh. Chợ mình. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hòa Minzy đây. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay của Hòa nha. Hy vọng là sẽ có thật nhiều quý vị khán giả sẽ vào đây để xem và trò chuyện cùng với Hòa ngày hôm nay. Buổi trò chuyện ngày hôm nay của Hòa với chủ đề Yêu Trọn Chính Mình. Hòa mong muốn sẽ chia sẻ thật là nhiều những câu chuyện xung quanh chị em phụ nữ chúng mình, và kể cả là những câu chuyện mà thầm kín mà ít khi chúng ta chia sẻ nữa. Ngày hôm nay thì Hòa xin được phép giới thiệu đến tất cả mọi người hai vị khách mời nữ rất là xinh đẹp, duyên dáng. Xin mời sự xuất hiện của em bé Lyly và Phí Phương Anh. Hello, xin chào mọi người, xin chào chị Hòa, xin chào Phí Phương Anh. Em chào các chị. Chào chị, chào chị Hòa. Chắc là có lẽ đây là lần đầu tiên mà ba chị em mình nói chuyện với nhau cho nên có vẻ hơi sượng chân nhỉ? Mà em cũng chưa được gặp chị Hòa với cả Lyly ở ngoài đời luôn. Đúng rồi. Hòa với cả Lyly thì có quen biết nhau trước và cũng biết rất là nhiều những vấn đề sâu thẳm của nhau. Còn lại thì đối với Phí Phương Anh thì đây là lần đầu tiên. Còn lần đầu tiên mà Hòa nói chuyện cũng như là có một cái buổi trò chuyện thân mật hơn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện. Bọn em biết chủ đề là gì rồi đúng không? Yêu trọn chính mình. Thời buổi bây giờ nói chung là sẽ luôn luôn phải tự tin, với cả là phải yêu bản thân mình hơn. Và đặc biệt là chị em mình làm trong nghệ thuật nữa thì càng phải yêu bản thân mình nhiều để luôn luôn đẹp xinh để phục vụ quý vị khán giả, bằng gọi là để cho mọi người nhìn lúc nào cũng cảm thấy gọi là đã mắt, không chỉ đã tai cũng đã mắt nữa đó. Yeah. Nếu ba chị em mình mà trò chuyện về những câu chuyện liên quan đến phụ nữ thì nó có bình thường quá không? Hơi bình thường. Cái gì? Đúng rồi, em cũng thấy ví dụ nếu là phụ nữ nói chuyện về phụ nữ không thì mọi người tất nhiên là sẽ biết hết về nhau rồi đúng không? Thì phải cần có một giới tính khác để mình có thể chia sẻ và có thể gọi là gì nhỉ? Tìm hiểu hả? Giúp người ta tìm hiểu hả? Để hiểu rõ phụ nữ chúng mình hơn. Cần có người đặt câu hỏi cho bọn mình nhiều hơn. Đúng rồi, bình thường á là chúng ta sẽ đi đâu mà đi diễn này, đi event này, hay là đi bất cứ nơi đâu chúng ta đều phải cần có một gọi là host, một MC. Gọi là có nhiều kỷ niệm với Hòa Minzy từ những năm đầu tiên lập nghiệp đến bây giờ. Xin được giới thiệu với tất cả mọi người MC Dustin Nguyễn. Xin chào tất cả mọi người đang đón xem livestream. Xin chào Hòa Minzy, xin chào Lyly và Phí Phương Anh. Cảm ơn Hòa và cảm ơn Lyly và Phí Phương Anh đã mời Dustin, một giới tính khác vào cái cuộc nói chuyện bàn tròn của ba chị em. Tại vì bình thường là em thấy là anh dẫn dắt và những chương trình của anh á, anh có rất nhiều khách mời nữ và anh gọi là đi sâu được vào rất nhiều những vấn đề gọi là ít khi mà người ta chia sẻ. Cho nên là em hy vọng là anh Dustin sẽ gọi là giúp chúng em thoải mái và cởi mở hơn. Rồi, anh đồng ý, và có một phần quà dành cho, không phải là một mà là 3 phần quà dành cho mỗi bạn. Đây là một cái hộp quà Yêu Trọn Chính Mình. Các bạn sẽ được nhận ngay bây giờ. Và nhân dịp ngày 20 tháng 10 sắp tới, đây là món quà để dành tặng cho tất cả người phụ nữ, để họ có thể tự tin chăm sóc cơ thể của mình tốt hơn. Ủa, Hòa mở rồi hả? Biết mọi người biết sao nhìn nó lại cứ gọi là trần truồng ấy nhỉ. Này cũng xin thưa là nói thật, cái vấn đề nó như này là bởi vì là vừa rồi là sinh nhật của Bo Thúi, mọi người biết rồi đúng không? Cái vấn đề là hôm nay trước khi mà livestream thì Hòa có quay một cái clip để bóc quà sinh nhật của Bo. Cái là tự dưng shipper gọi điện xuống xuống để nhận quà. Thì mình đang bóc quà thì mình đang bóc gần hết rồi thì tự dưng mình lại thấy là ôi sao tự lại có một cái hộp quà nó lại đẹp như thế này, mà sao nó lại đến cái đúng cái lúc mà mình lại đang bóc quà, mở quà. Thế thì mình bị vui quá mọi người ơi, mình bị vui quá, mình bị mở cái hộp quà ra thì không ngờ đây là không phải quà của Bo. Thế cho nên là đây là một cái sự gọi là vô tình thôi, chứ không phải là mình gọi là ham mở quà quá đến mức mà nó lại như thế này. Anh Dustin thông cảm cho em nha. Trời ơi. Nhưng mà chị Hòa vẫn chưa thấy những cái bên trong đúng không? Ừ, chị chưa thấy. Ok, cũng may là Hòa Hòa là người bóc quà, chứ để Bo bóc quà chắc là vui lắm. Thay mặt cho ba chị em phụ nữ, em sẽ mở món quà của anh Dustin nha. Món quà này nè, trong này sẽ gồm những gì đây? Ôi nhiều quà nha. Đầu tiên là nó là một cái màu hồng rất là xinh, thì trong đây nó sẽ có một chiếc túi như này nè, túi canvas Yêu Chọn Chính Mình, hashtag trên này có chữ có hashtag Yêu Chọn Chính Mình màu hồng nha. Tiếp theo nhá, nến thơm, thích không? Ui. Em thích nến thơm lắm luôn ấy, thơm lắm em vào trong hai người đang hít thì không nghe được gì cả. Em ngửi qua cái hồn đi. Thơm mùi gì? Thơm mùi thơm ấy, mùi kiểu nó nữ tính ấy. Chẳng em đoán là nó sẽ ngọt đúng không? Ngọt đúng rồi. Ngọt. À, kèm theo đó là một chiếc áo phông có hashtag Yêu Chọn Chính Mình. Lactacyd. Lactacyd là một thương hiệu rất là nổi tiếng mà nhiều chị em phụ nữ tin dùng thời gian qua. Anh Dustin có biết điều đấy không ạ? Chắc chắn là anh không biết rồi đúng không ạ? Thì em sẽ giới thiệu cho anh. Anh xin mời mọi người giới thiệu, mọi người rành hơn anh. Tại vì là bây giờ kiểu như là mỗi một màu thì lại dành để giải quyết một vấn đề, mà nó sẽ phù hợp với lại mỗi một cái đối tượng người sử dụng, để cho mọi người hoàn toàn có thể chọn lựa cho mình cái mùi thơm hay là cái công dụng mà nó phù hợp với chính mình. Đúng rồi. Đó chỉ là một cái phần quà mà Dustin muốn gợi mở chút để chúng ta có thể nói chuyện về những cái chủ đề mà thường ít khi nào mọi người chia sẻ. Những khán giả đang xem live, các bạn cũng sẽ nhận được quà. Quà của các bạn thì là chúng tôi xin được gửi có hai cái voucher. Một cái voucher là 30.000, một voucher là 100.000. Thì các bạn có thể xem cái đường link ở bên dưới của chương trình này. Nói về chủ đề Yêu Chọn Chính Mình, khi mà mình nghĩ đến cái chuyện cái từ yêu chọn chính mình, liệu các bạn nữ có bây giờ nghĩ là mình đã biết cách yêu thương bản thân mình một cách đúng đắn nhất chưa? Tất nhiên là mình sẽ nói về cách để chăm sóc bản thân, cách để yêu bản thân hợp lý hơn, đúng cách hơn dành cho các bạn nữ. Thì đầu tiên là mình phải nói về những cái việc là thay đổi ngoại hình, những thứ mà nhìn thấy được bên ngoài như là tóc, như là da, như là vóc dáng. Và cái phần 2 thì mình sẽ đi sâu vào những cái bên trong, những cái thay đổi về tinh thần hay là những cái thói quen toxic có hại mà nó khiến cho cơ thể của mình phải hứng chịu, hoặc là những cái vùng mà không có được nhìn thấy. Yêu chọn chính mình. Em bị mất luôn một mảng tóc. Nghe review của mọi người rất là stress và áp lực. Ôi rồi ôi. Trời ơi. Đầu tiên thì những cái nơi mà ai cũng nhìn thấy tóc, da và vóc dáng thì Dustin nghĩ là mình sẽ có một cái thử thách mà các bạn ở đây sẽ cùng tham gia. Thử thách như sau: mỗi một người sẽ chọn một chủ đề tóc, da hoặc là vóc dáng và sẽ share hai cái tấm hình before và after của mình, là hai cái tấm hình cách nhau khoảng thời gian rất là dài. Một hình cho thấy được cái lúc mà da hay tóc hay là vóc dáng của mình nó chưa có như ý mình muốn, và một cái hình là hiện tại để xem là cái quá trình thay đổi nó đã diễn ra như thế nào. Khán giả, các bạn cũng có thể tham gia cái trò chơi này. Các bạn hãy share livestream này về tường nhà mình công khai cùng với lại hai hashtag, đó là Lactacyd, hashtag Yêu Chọn Chính Mình. Chương trình sẽ lựa chọn ra 10 bạn có thực hiện cái việc share livestream cùng với lại hai hashtag đầy đủ và có lượng tương tác cao nhất. Rồi bây giờ chủ đề về như hồi nãy Phí Phương Anh nói là tóc, Ai là người xung phong sẽ tham gia thử thách này trước? Phí Phương Anh đi. Ai nhỉ? Tóc. Em trước rồi. Phí Phương Anh. Em thêm thư em làm ví dụ luôn nhé. Bây giờ em sẽ gửi cho mọi người một tấm hình 10 năm trước của em. Ôi, nó gọi là kinh khủng luôn. Oh. Phải gọi là tóc lúc đấy của em nó rất là kinh khủng, là nó còn bị tóc tém nữa nên là không thể nuôi được ấy, mà tóc tém thì phải để cho nó sung mượt, màu đen rồi nó khỏe thì sẽ trông nhìn ok hơn, nhưng mà tóc tém mà lại tẩy và sơ sát như thế này thì đúng là không còn gì để mất luôn. Cái lần đầu tiên mà em muốn đi tẩy tóc ấy là lúc đấy em mới học đại học, mới thi lên đại học thì bắt đầu được ung xõa rồi đúng không? Thế là có trào lưu tóc tẩy, nhưng mà cái trào lưu này nó mới rộ lên ở các nước khác thôi, chứ ở Việt Nam là hình như là mọi người chưa có tẩy chuyên nghiệp được ấy. Nhưng mà em vẫn đi làm, trời ơi, một cách mù quáng. Cái này là giai đoạn mà em thi The Face xong, nhưng mà cái giai đoạn kinh khủng nhất là cái đoạn trước khi thi The Face là em tẩy tóc mà đến nỗi mà em bị mất luôn một mảng tóc ở cái đuôi này, thế là em phải cắt ngắn lên đây và sau rồi tiếp theo lại cắt ngắn đến tận tém như thế này, trời ơi. Mà trong cái giai đoạn đấy là em phải đổi đến tận khoảng 10 mống tóc ấy, thế nên là nó càng ngày càng sơ hơn. Để mà nuôi được tóc dài như bây giờ thì em cũng đi vào một vết xe đổ, đó là nối tóc. Không biết là Hòa với lại Lyly đã từng bao giờ phải tẩy tóc nhiều lần đến nỗi mà phải cắt đi tóc thành tóc tém chưa? Dạ em thì cũng đã tầm tẩy 3 lần, không đến nỗi là phải cắt đi, nhưng mà tóc em nó cũng gọi là nát lắm rồi. Tại vì tóc em cơ bản đã yếu sẵn, cái sợi tóc rất là mỏng, nên là khi mà tẩy thì em chỉ cần vuốt tay một cái là tóc nó đi theo tay luôn, như sợi bún luôn ấy. Em sợ, em sợ kiểu đầu em không có sợi tóc nào thì em sẽ rất là sốc. Nhưng mà sau khi mà em dừng tẩy, giống như là em không biết sao nhưng mà như là con gái có thói quen giống nhau hay sao ấy, thì em cũng đi nối tóc luôn. Tại vì tóc quá ít mà không thể chịu được cảm giác tóc ít nên là lại đi nối tóc, lại rụng tóc nữa. Đây, bây giờ thì phải nuôi lại từ đầu. Em đây là nối tóc từ cái lúc mà còn là con gái, nối tóc đến khi mà vừa mới sinh xong luôn. Mà anh biết nha, sau khi sinh em bé á, là những cái nang tóc của mình á là nó sẵn sàng để nó rụng, thì lúc đấy là em cần phải đi nối tóc. Thì mọi người phải biết là da bình thường của phụ nữ bình thường khi mà nối nó đã rụng lắm rồi đúng không? Nhưng mà còn nang tóc của người mới sinh á là nó còn rụng kinh khủng hơn rất là nhiều. Tức là nó rụng hết. Ôi rồi ôi, em bảo ôi rồi ôi, sao nó lại như thế nhỉ? Tốt nhất là những người phụ nữ sau sinh là tuyệt đối không nên tác động nhiệt vào tóc, và đặc biệt là không nên đi nối tóc hay là buộc tóc nhiều, bởi vì sau đấy thì nó sẽ làm cho tóc bị rụng rất là kinh khủng. Phí Phương Anh thân mến, khi mà bạn đã vượt qua thử thách là đầu tiên là chia sẻ hai cái tấm hình before và after này rồi, thì khi nhìn lại hai tấm hình này, bạn rút ra được bài học gì? Trời ơi, bài học của em là không nên tẩy tóc. Nếu mà mọi người muốn tẩy thì ok, tẩy thử một lần rồi xem sao, và một lần thôi là đủ hiểu là nó rất là kinh khủng. Và em cảm giác như là những cái lần mà em tẩy tóc rồi là em để tóc mình sơ sát thì trong đầu em bị lo lắng, suy nghĩ nó kiểu dạng như là một chút gì đấy phong thủy ấy, khiến cho em nó hơi mệt đầu một chút. Còn bây giờ nếu mà em nuôi được một cái tóc dài nó khỏe rồi ấy, thì nó lại thoải mái hơn, lại cảm thấy thoải mái hơn, mà cuộc sống mình cũng dễ dàng hơn, kiểu như vậy. Chính xác, có nghĩa là mình làm đẹp là một điều đương nhiên, nhưng mà phải cho cái khoảng thời gian cho tóc nó nghỉ, nó hồi phục, chứ mình không nên hành hạ nó quá nhiều lần, vừa tẩy rồi tẩy tới tẩy lui rồi dặm màu lên tông, như vậy nó sẽ tổn hại đến cái đường chân tóc của mình về sau. Thì đó là một cái cách yêu đúng cách bản thân, đôi khi không phải vì làm đẹp mà mình bất chấp tất cả, có đúng không mọi người? Đồng ý không? Và Nhân đang nói về cái chủ đề yêu chọn chính mình và cái sự yêu thương bản thân mình, thì Ly có một bài hát mà rất là dễ thương, kiểu là con gái luôn phải tự tin, và tự tin là làm đẹp cho bản thân mình ấy. Thì đây Ly sẽ hát cho mọi người nghe bài Vì Em Là Con Gái nha. Đổi tiếng. Em ít phút mặc xong bộ váy thật xinh, và trong tiếng túi này giày nó sẽ tốt đây, rồi em xuống tiếp theo là về da mặt. Dustin biết về khoảng da mặt của các bạn nữ, không chỉ riêng các bạn nữ đâu mà các bạn nam cũng vậy, ai cũng rất là ngại khi mà phải chia sẻ những cái hình mà da mặt của mình lúc đang nó có vấn đề. Vậy Dustin nghĩ là không biết bạn nào sẽ là người xung phong chọn chủ đề này? Ở đây thì chắc em chắc chắn luôn là vấn đề về da thì là Hòa là nên là người làm nhất. Bởi vì là em đã trải qua rất nhiều vấn đề về da và before after của em thì sẽ gây gọi là chấn động. Vì em sẽ gửi cho mọi người một quả ảnh gọi là before after của em nha. Ui! Wow. Ôi. Wow. Wow. Ôi. Ngoạn mục luôn á chị Hòa. So. Oh. Em bị do cái này là do em có thể giải thích là tại sao cái lúc đó em lại bị nhiều mụn đến như thế không? Dạ. Da của em thuộc dạng là cơ địa là sinh ra đến cái thời điểm dậy thì nó sẽ bị mụn, nhưng mà mình lại không biết cách để mà vệ sinh sạch sẽ cái làn da của mình. Đấy, cho nên nó gây ra rất là nhiều cái tác hại. Tuy nhiên cái vấn đề nó không nằm ở chỗ đấy, nó chỉ nằm chỗ đấy một phần. Tức là 50% em nói về cơ địa, xong khoảng tầm 10% nó xảy ra cái vấn đề là mình không chịu vệ sinh nó. Còn lại á, cái số phần trăm nó quan trọng nhất á, là em bị gọi là nghe review của mọi người á. Tức là mọi người review cái gì là mình dùng cái đó. Wow. Chứ kiểu là mọi người đưa cho cái loại thuốc này là bảo mình uống đi là mình uống luôn. Rồi mọi người bảo bôi cái này đi, hết mụn đó là bôi luôn. Bởi vì trong đầu lúc đấy chỉ nghĩ là chỉ muốn hết mụn thôi chứ còn chẳng có muốn gì cả. Hôm đấy em đi quay em gặp một người anh, thì anh ấy cũng là người bị mụn. Xong anh ấy đi khám da liễu, xong rồi anh ấy bảo là thôi sao mặt mụn thế. Anh mới đi khám da liễu về và bác sĩ cho anh liều này và anh uống thì đến bây giờ khoảng 3 tháng sau là da anh ấy cực kỳ đẹp luôn đó mọi người. Anh ấy đưa cho em cái thuốc của anh ấy đã uống cho em uống. Thì mọi người phải hiểu là tùy cơ địa từng người sẽ dùng những loại thuốc khác nhau. Đấy, cho nên là nếu mà muốn đi chữa ở bác sĩ da liễu thì mọi người phải tự mà đến khám, chứ không thể nào mà nghe qua miệng người khác, thuốc của người khác rồi mình uống vào. Thì sau khi mà em uống xong á là nó nổi lên những cái cục mụn ở bên dưới đây, mọi người nhìn này. Nó nổi những cái cục mụn ở bên dưới, nó to như vậy đó. Thế là bắt đầu là sau đấy thì là cái ảnh ở bên trên á thì là em đi lấy mụn thì là nó sẽ thành cái mặt ở bên trên. Thì cái quan trọng nhất, những cái liên quan đến da của em thì đó chính là cơ địa này và những cái sự kém hiểu biết về chăm sóc da, và đặc biệt là tin theo lời người khác nói mà người ta tư vấn gọi là tận tình thì không sao, nhưng mà người ta chỉ nói qua mà mình không chịu tìm hiểu kỹ hơn á thì nó sẽ gây ra hậu quả như thế này. Em có biết không, mẹ của anh nha cũng gặp trường hợp tương tự. Mẹ anh là một người có làn da vô cùng nhạy cảm đến mức mà không thể dùng bất kể một loại make up nào dính lên mặt luôn. Chỉ cần bôi make up lên một cái là da sẽ nổi mụn y như vậy luôn. Dạ. Và mẹ anh bị bao nhiêu năm trời luôn, tại vì đó là cơ địa. Cuối cùng là bác sĩ nói là cấm, không được dùng sữa rửa mặt luôn. Các bạn cũng đừng lo lắng về chuyện là mình trông như thế nào. Quan trọng là cái người đối diện họ thấy được bạn, dù bạn có nếp nhăn, dù da của bạn có những khuyết điểm, đó mới là cái đáng trân trọng, tại vì nó chính là cái thời gian bạn đã bỏ ra để lấy được những cái kinh nghiệm sống như bây giờ. Thời gian để lại những vết hằn trên da, để lại những dấu tích, là những sự tự hào của mỗi một người phụ nữ, tại vì họ đã trải qua được những gì thì đó là minh chứng họ là người đã từng trải qua. Một người từng trải mà mình nghĩ một người phụ nữ từng trải lúc nào cũng hấp dẫn hơn, cũng sẽ thu hút hơn, công nhận không? Em cũng không biết đâu. Có kinh nghiệm nhiều hơn. Em không biết hả? Em thấy lúc này em cũng trẻ giống như là 18 tuổi hả? Có. Thực ra là đúng rồi. Ý em đang nói là vì mình nói như thế thì bản thân bọn em, chị em phụ nữ với nhau không thể tự làm mà nhận xét được. Thế là chúng ta phải cần một đối tượng khác để có thể nhận xét thì đấy, anh thấy như thế. Vâng, em thì do em khá là khỏe nhưng mà em là một cái người rất là hay nghịch và hay phá. Thế là em rất là đam mê xem mọi người nhổ cái gọi là sợi bã nhờn trên mũi ấy. Thế là hồi đấy là em có học cấp 2, cấp 3 gì đấy thôi, là em bị nghiện cái lột mũi. Cái lột bây giờ dám vào xong rồi lột ra để xem, nhìn hơi có một tí là em bắt đầu lột rồi. Một tuần em lột một lần luôn, lột nhiều đến nỗi mà bây giờ khi mà cái mũi của em nó bị chóc ra ấy. Và lúc đấy em có đi chụp mẫu ảnh ở ngoài Hà Nội thì mỗi lần make up là cái da mũi của em nó chóc và bây giờ nó đang rất là mỏng luôn. Mình sinh hoạt các thứ rồi ăn uống thì tất nhiên là phải tiết ra bã nhờn rồi, nên là đừng có quá là ghét nó đến nỗi mà bị lột chóc mũi như Phương Anh nhé. Có thể dùng những cái sản phẩm có thể xông bằng lá, cái tô hoặc là xả, cái đấy cũng rất là hữu hiệu để có thể làm sạch cái lỗ chân lông trên khuôn mặt của mình. Sau cái sự vụ này thì Hòa đã rút ra được bài học gì? Thì như em vừa mới chia sẻ, hiện giờ các bạn học cấp 2 mà vô tình đã bị nổi mụn là Hòa thấy các em bây giờ đang rất là nóng vội trong những cái vấn đề là điều trị mụn dậy thì. Đấy, nếu mà trong cái giai đoạn dậy thì mà mọi người lại đi chữa theo cách của người trưởng thành thì nó sẽ gây ra tác hại rất lớn đến làn da của các em. Cho nên theo kinh nghiệm của em thì đối với làn da mà dậy thì bị mụn thì mọi người nên quan trọng nhất là vệ sinh sạch sẽ. Ngày nào mình đi thì về nhà mình ít nhất cũng phải là rửa mặt sạch sẽ với sữa rửa mặt, rồi không cần phải chăm sóc quá kỹ. Tuy nhiên thì mình có cần một bước sữa rửa mặt và một bước gọi là kem dưỡng nhẹ nhàng cho tuổi dậy thì để da được giữ cái đàn hồi của nó. Còn lại thì đối với những bạn đã trưởng thành giống như Hòa rồi ấy, thì Hòa khuyên mọi người là không nên là đi coi người khác review mà không xem lại rằng là cái làn da của cái người đang review nó có phải là da của mình hay không. Bởi vì nếu mà khác làn da thì những sản phẩm mà người ta sử dụng sẽ không phù hợp với các bạn, cho nên là cái kết quả nhận lại sẽ hoàn toàn khác nhau. Bởi vì vậy để có một làn da từ như này sang như này thì Hòa cũng phải mất rất là nhiều năm tìm tòi các thứ, nhưng mà 50% nó cứu lại làn da của Hòa đó chính là về việc vệ sinh sạch sẽ. Là mọi người chỉ cần đảm bảo rằng là đi học, đi về hoặc trang điểm thì nên tẩy trang, sau đó rửa mặt rồi làm một bước dưỡng ẩm cơ bản, thì đấy đã là bảo vệ được làn da của mọi người đến 50% rồi đấy. Cái ý mà tẩy trang rất là quan trọng. Đúng rồi, đặc biệt là thâm mụn ý, thì mọi người trước hết là phải vệ sinh sạch sẽ. Rồi thâm mụn thì nó cũng có nhiều cách, kể cả là bằng tự nhiên chứ không nhất thiết là phải dùng những cái sản phẩm đắt tiền đấy. Những cái đấy thì em nghĩ là phải có một cái buổi talk show mà nó dài thì là dài liên quan đến sướng rồi riêng về da thôi thì em mới có thể nói hết được. Dustin cũng chỉ là muốn là mọi người sẽ biết cách để mà hiểu rõ bản thân mình nhiều hơn, chứ không phải là nghe theo lời của mọi người và không được dùng thuốc của người khác đang sử dụng. Rồi, bây giờ tiếp tục thử thách còn lại một người với một chủ đề duy nhất, đó là vóc dáng. Thì không ai khác ngoài Lyly. Có nhiều người khi mà nghĩ về vóc dáng thì mọi người sẽ nghĩ là việc cân nặng nè, hoặc là đường cong nè. Thì theo bạn Lyly, bạn sẽ cho mọi người thấy cái góc quá khứ kính của mình mà mình chưa bao giờ chia sẻ là gì? Trước tiên thì em sẽ cho mọi người xem hình trước nha. Để... ok. Đấy, có wow. Đây là kiểu cách đây hình như 2013 tới bây giờ là bao nhiêu năm nhỉ? Em cũng 8 năm. Dạ, 8 năm. Lúc thực ra trên hình đó mọi người cũng biết là khi mà mình lên hình thì mình sẽ bị mập hơn ở ngoài vài ký đó. Nên là thực ra cái thời gian này ấy, em không có quá mập nhưng mà người nó rất là lỏng lẻo, tại vì em đang ngay tuổi vậy thì em ăn rất là nhiều và em không có tập luyện thể thao, thể dục gì cả. Nên là người tuy nó không có quá mập nhưng mà mỡ cái thứ nó rất là nhiều. Và em chiều cao em thì không có được cao nữa nên là nhìn nó cũng tròn và nói chung là nó lỏng lẻo, nó không có được gọi là chắc như bây giờ. Dạ đúng rồi. Thì hồi đó cái suy nghĩ của em á là sau cái thời gian đó em sau một khoảng thời gian đó thì em nhận ra là mình phải thay đổi bản thân, nhưng mà em không biết cách để thay đổi như thế nào cho đúng, nên là em cứ nhịn ăn xong rồi không có ăn đủ chất này nọ để mà giảm cân, và cứ mỗi ngày cứ đứng lên cân coi thử là mình có giảm được ký nào không. Và khi mà đứng lên cân mà không có giảm được ký nào, thậm chí còn tăng thì rất là stress và áp lực, có nghĩa là làm tất cả mọi cách tại sao vẫn không giảm cân. Nhưng mà sau này đến tận gần đây thì em mới phát hiện ra là cái cân nặng nó không phải là vấn đề, mà vấn đề nó chính là cái số đo của chúng ta nó có hợp lý hay không, nó có cân đối hay không, chứ cân nặng thực ra nó không có phải là một vấn đề lớn. Nhiều khi ví dụ một người như vậy bằng số cân nặng nhau nhưng mà nhìn hoàn toàn khác nhau. Khi mà em có một chế độ tập luyện và ăn uống hợp lý á, tuy là em không giảm cân nhưng mà người em nó săn lại thì nhìn nó cũng gọn gàng hơn rất là nhiều. Bây giờ em vẫn thấy các bạn, không phải là các bạn mà rất là nhiều bạn vẫn áp dụng cái cách gọi là nhịn ăn để giảm cân, thì em thấy cái cách này rất là kiểu phản khoa học và không có an toàn cho sức khỏe của mình. Nên là em có một lời khuyên dành cho mọi người, đó là hãy tập thể dục, có một chế độ tập luyện hợp lý và quan trọng hơn hết là một chế độ ăn hợp lý. Tại vì cái sự mà ăn uống ấy, nó chiếm đến 70%, trong 100%, còn 30% còn lại là tập luyện để có một vóc dáng gọi là vừa ý, săn chắc mà khỏe mạnh từ bên trong, chứ không phải chỉ là để dành cho bên ngoài. Yêu trọn chính mình mà, đúng không? Mình phải yêu cả bên trong lẫn bên ngoài, phải biết chăm sóc cho không chỉ là bề ngoài. Lúc mà mình lên hình á thì mình muốn là mình phải gầy hơn một tí thì mình lên hình mình mới vừa. Nhưng mà ở bên ngoài á thì lại bị gầy quá, cho nên là các mẹ rất là lo lắng. Tuy nhiên thì em nghĩ là cái đợt đấy á em cũng hơi gầy thật. Em là gầy là dạng như là gầy cơ địa luôn á, là gầy từ nhỏ đến lớn. Khi mà em đã trở thành ca sĩ chuyên nghiệp em vẫn gầy, và lúc đấy em chỉ có khoảng 41,5 cân thôi. Là em nặng 41,5 cân thì người của em rất là gầy, tay chân rồi gân guốc nó rất là xanh xao. Mẹ em thì cũng muốn tầm bổ cho em để em khỏe hơn, vì mình đi chạy show rất là mệt. Cho nên lúc đấy thì mẹ em bắt đầu cho em uống các loại thuốc bổ này, ăn cơm thì mỗi ngày đều ăn bao nhiêu bát như nào, thịt, thà, cá, trứng, sữa, ý là tất cả mọi thứ làm thế nào để mình tăng cân. Nhưng em lại không tăng được trong nhiều năm. Không biết là đến hồi đấy là nó có phải là đến lúc mà nó hiệu quả với những gì mà em đã ăn vào người hay không mà tự dưng em thèm ăn lắm anh ơi. Hồi đấy là em đi quay phim thì em mỗi sáng em ăn 2 bát hủ tiếu, buổi trưa em ăn 2 phần cơm của mọi người, buổi tối em lại ăn 2 phần cơm của mọi người, xong rồi buổi đêm em ở lại chơi em lại ăn 1 phần hủ tiếu của mọi người nữa. Tức là lúc nào em cũng ăn đấy, lúc nào em cũng ăn, mà tự dưng em đang 42 cân anh ạ. Chỉ sau có 3 tháng đi quay phim ma nhá, nghe là rất là sợ, nhưng mà em cũng không hiểu sao mà em lại tăng lên 10 cân, từ 42 lên 52. Ôi trời ơi, em ăn gấp đôi như thế mà em không tăng thì mới lạ. 52 cân có nghĩa là dạ. Nhưng mà em bây giờ thì không có cái gì lạ nữa, khi mà em cứ nghĩ là có những người phụ nữ, có những người bạn nữ của anh biết họ ăn mãi nhưng không bao giờ mập được, nhưng nó sẽ có một cái thời hạn chót. Hạn chót đó có thể là do thay đổi nội tiết tố trong người, hoặc là có con, là nó sẽ bật cái công tắc mà nó sẽ dùng 10 năm trời ăn uống của em vào đúng cái lúc đó. Trời ơi anh ơi, đó là đỡ không kịp. Nhưng mà lúc đó ở ngoài thì nhìn có mập quá không chị, hay là nó vẫn ơi. Ủa là hình bên trái là hình mà còn em biết đúng không? Em biết tấm hình này bên phải là cái hình em đã giảm cân nha, còn cái hình bên kia là hình 52 cân. Bên trái là cái quả tất bọc quả lê đấy mọi người. Ý là Lyly ơi, em đã bao giờ đeo tất như này chưa ạ? Dạ. Em đã bao giờ đeo tất như này chưa? Em có chứ. Kể cho em nghe là em có mà cái khoảng cách của những cái quả tất kia là nó rất gần với nhau ấy em, mà nó chỉ hở một kẽ hở rất là bình thường thôi. Nhưng mà em nhìn chân chị đi, em nhìn cái chân chị đi, nhìn những cái kẽ hở của cái quả bọc đi là em hiểu được là nó rất là giống, nó rất là giống cái mà bọc quả lê mà mình hay mua ở ngoài chợ ấy, em biết không? Cái lưới bọc dừa, lưới bọc lê, bọc trái cây, bọc táo đúng không? Trời ơi anh ơi, em không tin vào mắt mình tự dưng. Nhưng mà kiểu lúc đấy em lại không hiểu sao em lại thấy mình rất là sexy. Em cứ tự tin, nên em ăn đầy đặn đúng không chị? Là chị đẹp thôi mà chị không biết là chị nhìn như thế nào nữa, cho đến khi chị nhìn thấy cái ảnh này, thế là em mới quyết định giảm cân. Và khi mà em giảm cân á, thì em nhịn ăn giống như Lyly, nhưng mà cái kết quả nó xảy ra rất nhiều vấn đề xung quanh cơ thể, bệnh đau dạ dày rồi bao tử tất cả mọi thứ. Cho nên em rất đồng tình với ý kiến của Lyly là chúng ta không nên nhịn ăn, chúng ta phải đi tập thể dục để có một cơ thể săn chắc, kể cả là có 50 cân đi chăng nữa, nhưng mà với những người đi tập thể dục nó luôn luôn đẹp hơn với những người mà 50 cân mà không tập thể dục. Đấy, đấy là tất cả những câu chuyện huyền thoại về quả tất bọc quả lê của em. Em thì lại rất là mong muốn là đến một ngày nào đấy em được tăng cân như là chị Hòa luôn ấy. Bởi vì từ bé đến giờ là em cứ gầy hoài như thế này. Đây mọi người có thể thấy là cái tay của em như thế này nhá, là từ hồi lớp 1 nó vẫn cứ như thế này thôi, nó không hề to lên một chút nào cả, cái xương tay ấy. Thế nên là rất là sợ, đến nỗi mà mẹ em phải nói là chắc phải nhét nó vào một cái phòng nào đấy khoảng 1m5 thôi, để nó không cao lên nữa mà nó phình ra, ngang ra. Mà cái kiểu em chỉ có cao lên ấy, đến bây giờ là cái cân nặng của em nó cũng chỉ tăng lên theo cái chiều cao với cả cái xương của em thôi, chứ thịt của em là không mọc thêm một miếng nào. Mà em nhớ là hồi lớp 1 ấy em chỉ nặng có khoảng 20 mấy cân ấy, bằng một em trai em gái mấy tuổi hiện nay, em chỉ có 20 mấy cân thôi, mà cứ thế là đến bây giờ là cái cân nặng cao nhất của em. Và em chỉ mong là mình có thể đến một ngày nào đấy mình phình ra. Thôi em ơi đừng mong nhá. Trời ơi em mong lắm. Em có đi tập rồi. Em đi tập các kiểu rồi, không thể tăng cơ được. Em có uống cả whey rồi là protein các thứ, không thể tăng được. Trời ơi em stress kinh khủng. Thế này chắc là do cơ địa rồi. Em thì lúc này em soi gương em cũng thấy trời ơi mình ok thế này mà. Xong rồi đến khi mà mặc một cái bộ đồ bó hoặc là gì đấy là đi ra ngoài đường là mọi người chỉ. Từ bé đến giờ là cứ bị chỉ là em ơi trông cái này nó gầy, mà hồi bé còn đen nữa. Thế là em bị body shaming từ bé luôn, đến nỗi cả họ hàng của em còn chê em nữa, thì em cứ hiểu là kinh khủng lắm luôn ấy. Thế lại đến bây giờ em vẫn bị mặc cảm là mình quá gầy, và nhưng mà em lại không biết là mình gầy như thế nào. Thế nên là đến khi mà mặc những cái bộ đồ bó là em không bao giờ em dám mặc cả, ngoài những cái bộ đồ. Nhưng mà cái việc mà dù em gầy em có thể không cải thiện được cái lượng cơ, nhưng mà cái việc đi tập nó có giúp ích được tinh thần cho em không? Em có tập rồi nhưng mà nó không thể nào mà nó lên nhanh như ở mọi người được ấy. Em có uống cả những cái thực phẩm hỗ trợ nhưng mà nó vẫn không thể lên nhanh được. Em không biết là phải làm cách nào. Thôi được cho. Rồi, em ơi, chị sẽ ban cho em quả tất bọc quả lê đấy nhá. Chị sẽ ban cho em. Xin ví em, xin ví tất bọc quả lê cho. Anh chỉ thấy là em đã rút kinh nghiệm từ Hòa Minzy 10 năm trời ăn không có phanh. Sẽ có một lúc sẽ có hạn chót. Em nên cẩn thận, đừng để đến cái lúc đó nó xảy ra. Đó. Đi tập thường xuyên là cái điều mà tất cả chúng ta đều phải làm, tập nhẹ hay tập nặng tùy theo cái sức của mỗi người đúng không? Nhưng mà phải tập từ đây cho đến lúc mà mình già, cái đó là mình không bỏ được. Yêu Trọn Chính Mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 2. Phần này như hồi nãy Dustin có chia sẻ, mình sẽ đi sâu vào những cái thói quen mà có hại, những thói quen toxic. Hai là mình gặp những cái trở ngại gì về những cái vùng không nhìn thấy mà ít khi nào mình chia sẻ được với những người thân, hay là không có ai để hỏi han á. Phí Phương Anh chứ ha. Em thì là có một cái chu kỳ là nó trễ hơn với mọi người. Em bị dậy thì muộn. Và lúc mà em dậy thì em nhớ là lúc đấy là cả nhà em đã, lúc đấy em ở lại Hà Nội để em học bài, em chăm học, em để em thi, thì tất cả nhà gia đình em là đi du lịch hết, có mỗi em ở nhà thôi. Thì đúng hôm đấy thì là xuất hiện cái tuổi dậy thì của em nó đến, thì em không biết phải làm thế nào cả, em hoảng hốt. Mà nói với các bạn thì còn hơi ngại, bởi vì các bạn đều đã dậy thì rồi mà mình chưa, nên là mình cũng hơi mặc cảm một chút. Và lúc đấy thì mọi người đã đi hết và em không biết phải hỏi ai. Thế nên là lúc đấy là em không biết mình phải vệ sinh như thế nào cho nó đúng cách này, mình phải cần làm gì, cần mua những cái gì để có thể sử dụng trong cái thời kỳ dậy thì đấy. Và em nhớ là trước khi mà em dậy thì còn mẹ em với bà ngoại em còn định đưa em đi khám bởi vì em dậy thì muộn quá. Rồi lúc đấy là em rất là hốt hoảng, nhưng mà may quá thì đến ngày hôm đấy là dậy thì đến, nhưng mà trong cái may lại có cái rủi, đó là em không biết phải làm thế nào trong khi chỉ có ở nhà một mình. Và lúc đấy thì nhà trường hay là internet cũng thực sự là không biết Chưa phải có cái gì không biết phải hỏi ai, để vì nhà trường cũng không có dạy về chuyên sâu về cái vấn đề dạy thì ở phụ nữ hay là ở con gái, nên là cũng rất là lúng túng trong cái việc vệ sinh sạch sẽ cho cái vùng vi zone của mình. Các bạn có gặp những vấn đề như vậy khi mà mình dạy thì không? Bạn sẽ tìm sự giúp đỡ của ai? Hòa và Lyly. Ở cái nhà trường á thì không được dạy chuyên sâu về cái đó, nhưng mà nếu mà để nói chính xác hơn á là các thầy cô có dạy, nhưng mà chúng ta tự bản thân chúng ta cảm thấy ngại với những mỗi cái giờ học đó, và chúng ta giống như là đôi khi còn cúi cầm mặt xuống không dám nghe về những cái đó. Tức là em không biết là các ngôi trường khác ra sao, hay là học sinh ở những trường khác như thế nào. Tức là mỗi người sẽ một cái cách, như cái thời điểm đấy á, khi mà em chưa đến thời kỳ kinh nguyệt á, mà em nghe được những cái bài học đó, thật sự là em cảm thấy rất là ngại. Và khi mà em cảm thấy ngại như thế thì cái sự tiếp thu của em qua những cái lời giảng của thầy cô giáo thật là không có luôn. Cho nên là những cái đó thì em còn nhớ là khi mà mọi người chia sẻ như thế thì em cảm thấy mọi người cũng hơi ngại, nhưng mà chúng ta nên thẳng thật hơn và chúng ta nên tự nhiên hơn, để có rất nhiều các em nhỏ có thể là đang chuẩn bị đến cái thời kỳ đó sẽ có thể có nhiều kinh nghiệm hơn để mà chia sẻ với gia đình, hoặc là để mà bản thân tự biết làm, tự biết giải quyết những cái vấn đề khi mà thời kỳ kinh nghiệm. Đúng, tới. Việc mà vệ sinh cái vùng kín nó rất là quan trọng và cần được dạy từ lúc mà các bạn chưa dạy thì cơ. Thực ra thì hồi đó trong cái tuổi dạy thì của em thì em đang sống với ba mẹ, nên là tất nhiên là khi mà em bắt đầu bước vào cái giai đoạn dạy thì người đầu tiên mà em chia sẻ chính là mẹ em. Tại vì trong nhà chỉ có mỗi mình em là con gái thôi, và em có hai anh trai, thời điểm đó em có hai anh trai, nên là em chỉ có thể hỏi mẹ em thôi. Và mẹ em cũng đã chỉ cho em cách làm thế nào để chăm sóc và vệ sinh như thế nào cho đúng cách. Thì em cũng đã bắt đầu tìm hiểu từ từ và biết cách để chăm sóc cái vùng kín hơn cho mình. Nó rất là bỡ ngỡ này kia, nhưng mà tất nhiên vì cuối cùng thì mình cũng sẽ biết làm thôi, cuối cùng sẽ làm được. Nhưng nếu có kinh nghiệm đối với cho các bạn nhỏ hơn, đỡ hoang mang, các bạn ấy sẽ đỡ hoang mang và sẽ cảm thấy đây là một cái chuyện bình thường. Và có kinh nguyệt quá sớm thì mình không nói, nhưng mà đến tuổi để mà có thì nó là chuyện hết sức bình thường của phụ nữ, là không có gì phải e ngại hết. Đấy. Đúng. Còn Phí Phương Anh, thì khi mà sau khi em đã trải qua được cái chuyện một mình em phải tự tìm cách để chăm sóc cho vùng kín của mình á, thì em có món quà nào tinh thần để dành tặng cho khán giả không? Như các bạn đã biết thì là Phương Anh vừa mới cho ra mắt Răng Khôn, thì cũng nói về cái lần đầu, mối tình đầu, thì Phương Anh cũng muốn dành tặng cho các bạn một món quà, đó chính là một chút của ca khúc Răng Khôn cho nó vui. Thì ca khúc Răng Khôn này thì cũng là những cái luyến tiếc của những mối tình đầu. Trong cái hoàn cảnh này thì cũng là một chút luyến tiếc cho cái tuổi dậy thì của mình, không biết được nhiều thứ hơn, không có nhiều trải nghiệm hơn, nhưng mà hơi ngại anh ạ. Nếu như em gặp anh lúc hai ta đã trưởng thành, biết yêu thương mộng manh và biết trân trọng người cạnh. Đó. Xin cảm ơn Phí Phương Anh với cái ca khúc hai câu của bài Răng Khôn, đúng không? Bài hát cũng rất là phù hợp để gửi đến các khán giả đang cũng ở cái độ tuổi trưởng thành, vừa mới chớm nở, có rất nhiều bỡ ngỡ, nhưng đừng lo, bởi vì đó là những điều tự nhiên mà ai cũng phải trải qua, và quan trọng là phải thành thật, phải tìm đúng người, hỏi đúng câu hỏi, chứ đừng trốn tránh. Như là hồi xưa Hòa nói là không trốn tránh, ngại ngùng, không nên ngại ngùng. Ngại ngùng sẽ đem đến rất là nhiều khó khăn, những cái bất cập sau này mà khi bạn trưởng thành rồi, bạn sẽ càng khó để đi hỏi hơn. Yêu Chọn Chính Mình. Tại vì mình thấy trong thời gian vừa qua là Hòa có những cái tấm ảnh ở trên báo chí, trên mạng xã hội, tự tin chia sẻ về cái vùng da bị rạn của mình, thì anh thấy rất là tuyệt vời, và chắc chắn là đó là một trong những hình ảnh đáng yêu nhất luôn. Thì cái ngày hôm đó là em chỉ viết bằng những dòng comment của mình thôi, chứ em không có những cái cuộc nói chuyện hội thoại trực tiếp như thế này. Cho nên là nếu mà nhân ngày hôm nay á, thì em cũng sẽ muốn nói về cái câu chuyện mà em đưa những cái hình ảnh đó lên. Đã là rạn rồi thì nó không bao giờ đẹp cả, Nhưng mà cái đẹp ở đây mình đang muốn nhắc tới là nó là đấy là tất cả những sự hy sinh và thiêng liêng. Chính giống xác. Như mọi người đang nói. Có rất nhiều ý kiến nói rằng là tại sao không tập thể dục cho nó săn lại tại kia, nhưng mà mọi người phải hiểu rằng là phụ nữ Việt Nam không phải ai cũng có điều kiện để làm cái điều đấy. Có rất là nhiều người họ còn khó khăn vì họ đôi khi em cũng mới đẻ một bạn và em còn là người có điều kiện, chứ còn nhiều người đã đẻ 2-3 bạn rồi, làm gì có thời gian để mà đi tập thể dục, làm gì có tiền để mà đi mua kem trị dạn này kem trị dạn kia. Cho nên là những cái vết dạn đấy đối với nhiều người sẽ có cách giải quyết. Có thể đi bắn laser, có thể đi cạo da, có thể đi làm tất cả mọi thứ. Nhưng có những người phụ nữ thì họ không có đủ điều kiện, không có đủ thời gian để mà làm điều đấy. Thì cái mà Hòa Minzy mong muốn truyền đạt đấy nó chính là cái sự tự tin, để mặc dù là sau khi sinh cái bụng vẫn còn đầy mỡ này, rồi dạn vẫn còn đầy ở trong bụng, nhưng mà mọi người hãy suy nghĩ rằng là ở ngoài kia còn có một cái con bé ca sĩ nổi tiếng nó cũng bị dạn như mình. Nên là hãy tự tin cùng nhau để mình không cảm thấy có một cái vấn đề ở trong tinh thần luôn luôn in hẳn đến từ bây giờ đến mãi về sau ấy. Hãy tự tin lên. Khi mà em nhìn cái tấm ảnh của chị Hòa Minzy thì em đã thấy là nó là một cái bức ảnh rất là đẹp rồi, không có một cái gì để mà chê nữa, tại vì những cái vết dạn đấy nó đã là một cái gì đấy thiêng liêng, và để mà có một em bé đáng yêu như thế thì em sẵn sàng tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ. Lyly sao? Lyly sẵn sàng để có em bé không? ý là sau này tất nhiên là em luôn luôn muốn sau này mình sẽ có không chỉ một mà nhiều con, tại vì em rất là yêu con nít. Mà thực ra em thấy những cái hình chị Hòa, cái hình của chị Hòa ngoài những cái rạn đó ra thì eo ót rất là xịn sò đấy, chứ đâu có phải là đùa đâu, nên là không vấn đề. Có rất nhiều người đàn ông ở ngoài kia không biết làm sao để có thể hiểu được người phụ nữ của mình, bởi vì người phụ nữ không có chia sẻ. Đôi khi những người phụ nữ chỉ có thể tự giấu bản thân mình, hoặc là tự giải quyết, hoặc là chia sẻ với những người phụ nữ khác thôi. Hãy thử chia sẻ với người đàn ông của mình. Có đôi khi anh ấy sẽ là người không có thể giúp được những cái vật chất, nhưng cái tinh thần là cái mà phụ nữ đang cần rất là nhiều, thì có thể họ sẽ cho được những cái lời động viên tinh thần rất là hữu ích luôn. Và chắc chắn Hòa Minzy cũng có một món quà tinh thần để mình dành tặng cho khán giả, đúng không? Món quà của em là gì? Em sẽ xin phép Hứa Kim Tuyền là một thành viên trong đĩa than hồng của em, và chị Văn Mai Hương sẽ em muốn hát một vài câu trong ca khúc Ước Mơ Của Mẹ để dành cho tất cả mọi người, và đặc biệt là các chị em mẹ mình đang dành thời gian, hy sinh thời gian dành của mình cho các con. Yeah, mời Hòa. Nhưng mà dạ, được cái là đẻ xong thì rất là nhanh quên đấy mọi người, nên là phải nhìn lời chứ không là không hát được. Mình chế lời luôn em. Rồi, ok. Em sẽ hát nhưng mà nói nhiều quá trời, bây giờ mới hát được không? Rồi, em hát nha. Rồi, ok. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, cùng thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Xin được cảm ơn Hòa Minzy vì đã gửi tặng cho mọi người một vài câu rất là đầy ý nghĩa từ một người mẹ vừa mới sinh con. Em làm cho anh nhớ đến những khoảnh khắc ngày xưa khi mẹ anh bắt anh đi karaoke và phải hát bài Mẹ Yêu cho mẹ nghe ít nhất là 2 lần một buổi karaoke. Nhưng mà nhờ như vậy anh mới nhớ mãi cái hình ảnh đó. Và cảm ơn Hòa Minzy rất là nhiều. Yêu cho chính mình. Còn Lyly, chắc chắn Lyly cũng sẽ có một cái câu chuyện gì đó của bản thân về những cái thói quen toxic hay là những điều khó nói của những cái vùng không nhìn thấy. Theo bạn thì vấn đề của bạn là gì? Phí Phương Anh là chị Hòa thì nãy giờ cũng đã chia sẻ những cái vấn đề về trên những cái vùng khó nhìn thấy hoặc là không nhìn thấy trên cơ thể. Còn em thì gặp cái vấn đề rất là lớn về mặt tinh thần đó mọi người. Tại vì em có một thói quen là trước khi mỗi khi thời gian mà em rảnh hoặc là lên giường trước khi ngủ là em hay lướt mạng xã hội Instagram hoặc là Facebook này nọ và xem những cái hình của người mẫu hoặc là ca sĩ này kia mà người đẹp á mọi người. Em bị yêu cái đẹp á, nên là chính vì yêu cái đẹp quá nên là em bị cứ là phải hình mẫu, là phải như vậy mới đẹp. Thì em hay bị so sánh em với lại người đó là ôi sao người ta cao thế mà sao mình lùn quá, xong rồi sao người ta kiểu cơ bụng này nọ, mình cũng phải như vậy. Nhiều khi tóc mình ví dụ đang dài không thấy tóc ngắn thì mình lại muốn tóc ngắn, xong cắt tóc ngắn thì lại thấy người ta tóc dài lại muốn tóc dài nữa. Nói chung là em rất là không có chính kiến về cái vẻ đẹp của một ai đó hoặc là vẻ đẹp của mình, và em hay bị so sánh và cứ mãi chạy theo cái mà mình cho là đẹp á. Nên là dần dần em có một khoảng thời gian kiểu em bị đánh mất chính bản thân mình. Em không biết là em thành một cái gì đi nữa, không biết là em trở thành cái gì nữa. Tại vì em cố gắng ăn mặc theo phong cách của người này, xong rồi lại nói chuyện theo phong cách của người này, hoặc là thậm chí là sinh hoạt theo một cái lối sinh hoạt của người này chẳng hạn. Thì sau một thời gian thì em nhận thấy đó không phải là mình, và mình phải thay đổi cái tư duy đó, mình phải quay trở lại. Từ những cái chia sẻ lúc nãy của chị Hòa thì em mới thấy là mình nên xem nhiều hơn những cái bài viết tích cực, những cái thông tin, những cái hình ảnh về yêu bản thân mình hơn, để mình có thể cảm thấy là giá trị của mình nhiều hơn những cái gì mà mình cho mình biết từ trước tới giờ, để mình có thể mà dành thời gian nhiều hơn cho bản thân. Đấy, đó là cái vấn đề lớn nhất. Nhưng mà dạ, thật ra là Lyly chia sẻ như là em cũng biết một câu chuyện nói về Lyly luôn. Ý là như là lúc đấy chị em mình đi quay Xuân Hạ Thu Đông thì phải. Thì hôm đấy này em này, Lyly này, anh Tú, ba người có ngồi và nói chuyện với nhau, thì đang nói về vấn đề Lyly đang bị ám ảnh, đúng không? Ám ảnh về các hình tượng ở bên ngoài. Thì hôm đấy em nhớ mãi cái câu chuyện là đang ngồi với nhau thì bà bảo là chứ em đang muốn thay đổi mà em không biết thay đổi như thế nào để cho nó làm mới bản thân. Chẳng lẽ em lại cứ dễ thương xong ngồi đánh đàn hát mãi. Ý là Lyly nói như thế, mà trong khi cái mà ngồi đánh đàn này, hát hay, dễ thương, tất cả mọi thứ, và đặc biệt là sáng tác hay, đó là một cái signature, đặc điểm rất là rõ ràng của Lyly mà ai nhìn vào người ta cũng đã nhận ra rồi. Lyly có biết là ngoài cái chuyện những cái ngoại hình của mình đó, ngoại hình là thứ nó sẽ thay đổi theo thời gian và bạn sẽ không thể níu giữ nó lại một tuyệt đối được. Nhưng có một cái nó luôn là của bạn, đó là tài năng. Em thấy là mình chỉ cần tốt hơn so với bản thân mình so với hôm qua là đã là tốt rồi, chứ không cần phải là tốt hơn ai đó cả. Thì là đã, mình chỉ cần trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất của mình là ok rồi. Em đã vượt qua được giai đoạn đó rồi. Phí Phương Anh thì sao? Thực ra thì trước đây là em cũng có cái giai đoạn mà bị khủng hoảng, không biết là mình nên theo phong cách nào. Tại vì phong cách nào em cũng thử rồi phong cách nào em cũng thấy ok. Thế nên là để mà chọn cho mình một cái phong cách nó cũng khá là khó khăn. Nhưng mà cái cách mà em thử đó là em sẽ thử tất cả các phong cách đấy và sẽ tìm ra cái nào là hợp với mình nhất. Có thể là Lyly sẽ không cần phải thay đổi trong cái âm nhạc của mình, sẽ vẫn là mình, vẫn là bản thân mình. Nhưng mà Lyly cũng có thể thử nghiệm một chút với cả cái cách ăn mặc của mình này, có thể một chút so với cả các hình ảnh trên Insta của mình. Thì đấy cũng là một cái khiến cho Lyly là có thể đã hơn, có thể vui vẻ hơn để có thể thử nghiệm các cái hình tượng khác nhau. Chỉ cần qua những cái tấm hình hay những bộ quần áo, nó cũng đã toát lên được cái hình ảnh của mình, nó mới hơn một chút rồi. Nhân đây thì cái chủ đề của cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay là yêu trọn chính mình. Thì em cũng có viết một bài hát, đó là bài Không Sao Mà Em Đây Rồi của chị Suni Hạ Linh, nhưng mà em đã viết lại lời sao cho phù hợp với chủ đề của ngày hôm nay, nên là em sẽ hát cho mọi người nghe nhé. Các anh chị và các bạn nghe cùng nghe nha. Hay. Như khi em yêu là cho đi bao nhiêu, dành trọn con tim em, chuyện phần bên suy nghĩ cứ có chốc đâm đuôi yêu được gì, rồi cứ thế ôm bao vân vương chỉ vì tình yêu xa xôi để lại trong em chơi vơi. Rồi cứ thế nên đánh mất đi tình mình, em đã lỡ quên đi cách yêu chính mình. Ước mơ một điều nhỏ thôi, chỉ cần em thấy yên vui. Không sao mà vui lên nào em ơi, rồi cho mai đây ra sao hay cứ yêu trọn chính. Một lần thôi, chỉ một lần này thôi, hãy để em được vỗ về giấc mơ của em. Như bao lần em đã từng bên ai, giờ là lúc dành thời gian cho em cho riêng mình. Hãy bước tiếp nhé em ơi, hãy cố gắng giữ nụ cười, rồi ngày mai tất cả mọi thứ sẽ qua. Yêu Trọn Chính Mình, một bài hát rất là dễ thương, ý nghĩa, và đó cũng là bài hát mà kết lại chương trình ngày hôm nay rồi. Cuộc trò chuyện của chúng ta có thể kéo dài mãi mãi cơ, bởi vì có rất là nhiều topic mà Hòa Minzy cần được chia sẻ, giải tỏa, đúng không? Vậy nhưng mà Dustin sẽ phải thay mặt mọi người để xin phép khán giả là chúng ta sẽ phải hẹn một dịp khác. Trước khi mà chào tạm biệt thì Dustin cũng muốn nhắc lại với mọi người, các bạn đang xem livestream vẫn có cơ hội để nhận quà từ chương trình, đó là voucher 100.000 và voucher 30.000. Các bạn hãy truy cập vào đường link ở dưới đây để có thể nhận quà. Chúng tôi có một cuộc thi dành cho các bạn, đó là các bạn hãy share livestream này về tường nhà mình với 2 hashtag Lactacyd và hashtag Yêu Trọn Chính Mình. 10 người may mắn nhất có cái bài chia sẻ mà có lực tương tác cao nhất để nhận quà của chương trình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ lời cuối thì Dustin xin gửi lại cho Hòa, Lyly và Phí Phương Anh, mỗi người sẽ nhắn nhủ đến khán giả của mình. Thì lời cuối cùng mà Phương Anh muốn gửi tới các bạn khán giả đang xem livestream là các bạn ơi, đừng quá tự ti về bản thân mình mà hãy học cách yêu chính bản thân mình. Nhưng mà nhớ là phải học cách mà yêu thật đúng nha, đừng có mà dạy dỗ sai như Phương Anh. Hãy chúc các bạn là sẽ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong các thời gian sắp tới. Bye bye. Lyly cũng như Phí Phương Anh là muốn nhắn gửi tới các bạn, đó là hãy yêu chính bản thân mình. Có lẽ là cái điều này nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần và nghe rất là nhiều nơi rồi, nhưng mà thực sự thì các bạn nếu mà không yêu chính mình thì không có thể ai yêu bạn hơn chính bản thân mình cả. Và cuối cùng thì mọi người hãy giữ sức khỏe thật là tốt để mà một ngày gần nhất chúng ta có thể gặp nhau trên một sân khấu nào đó, chứ không chỉ là qua màn hình điện thoại như thế này nữa. Bye bye. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi buổi livestream từ đầu đến cuối luôn. Và nói chung là Hòa mong rằng là mặc dù hôm nay là mình nói nó hơi nhiều một tí, nhưng mà với tất cả những câu chuyện và chia sẻ của 4 anh chị em có mặt trong buổi tối ngày hôm nay qua buổi talk show với chủ đề Yêu Trọn Chính Mình như thế này, thì quý vị khán giả trên fanpage Hòa cũng như là quý vị khán giả đang xem sẽ có thể nhận được những cái lời khuyên, những lời tư vấn bổ ích cho chính bản thân các bạn nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi livestream và cảm ơn mọi người đã thả tim cho 4 đứa mình thật là nhiều nhé. Mọi người đừng tắt vội livestream nha, bởi vì Hòa đã tổng hợp tất cả cái tip từ đầu đến giờ, những cái kinh nghiệm, những chia sẻ của 4 anh chị em chúng mình để cho mọi người có thể xem lại, đọc lại. Mọi người đừng vội tắt livestream nhá. người phụ nữ sau sinh là tuyệt đối không nên tác động nhiệt vào tóc, và đặc biệt là không nên đi nối tóc hay là buộc tóc nhiều, bởi vì sau đấy thì nó sẽ làm cho tóc bị rụng rất là kinh khủng. Không nên tẩy tóc, nếu mà mọi người muốn tẩy thì ok, tẩy thử một lần rồi xem sao, và một lần thôi là đủ hiểu là nó rất là kinh khủng. Tùy cơ địa từng người sẽ dùng những loại thuốc khác nhau, phải tự mà đến khám chứ không thể nào mà nghe qua miệng người khác, thuốc của người khác rồi mình uống vào. Mình sinh hoạt các thứ rồi ăn uống thì tất nhiên là phải tiết ra bã nhờn rồi, nên là đừng có quá là ghét nó. Có thể xông bằng lá, tía tô hoặc là xả, cái đấy cũng rất là hữu hiệu để có thể làm sạch cái lỗ chân lông trên khuôn mặt của mình. Đối với làn da mà dậy thì bị mụn thì mọi người nên quan trọng nhất là vệ sinh sạch sẽ. Áp dụng cái cách gọi là nhịn ăn để giảm cân rất là kiểu phản khoa học. Cái cân nặng nó không phải là vấn đề, mà vấn đề nó chính là cái số đo của chúng ta nó có hợp lý hay không, nó có cân đối hay không. Có một chế độ tập luyện hợp lý và một chế độ ăn hợp lý. Đang cũng ở cái độ tuổi trưởng thành, có rất nhiều bỡ ngỡ, nhưng đừng lo, bởi vì đó là những điều tự nhiên mà ai cũng phải trải qua. Và quan trọng là phải thành thật, phải tìm đúng người, hỏi đúng câu hỏi chứ đừng trốn tránh, không nên ngại ngùng. Sau khi sinh cái bụng vẫn còn đầy mỡ này, rồi dạn vẫn còn đầy ở trong bụng, nhưng mà cái mà Hòa Minzy mong muốn truyền đạt thì nó chính là cái sự tự tin. Hãy tự tin lên. Dành thời gian nhiều hơn cho bản thân, xem nhiều hơn những cái bài viết tích cực, những cái thông tin, những cái hình ảnh về yêu bản thân mình hơn, để mình có thể cảm thấy là giá trị của mình nhiều hơn những cái gì mà mình biết từ trước tới giờ. Rồi, Dustin cũng xin được cảm ơn tất cả các khán giả đã xem chương trình đến phút cuối cùng. Xin được cảm ơn ba người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời, đó là Hòa Minzy, Lyly và Phí Phương Anh. Những khán giả đang xem live, chúng tôi xin được gửi có hai cái voucher. Một cái voucher là 30.000, một voucher là 100.000. Thì các bạn có thể xem cái đường link ở bên dưới của chương trình này. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại vào một dịp khác. Bye bye. Bạn yêu vẻ đẹp bên ngoài, thế còn những điều bên trong? Lactacyd Odor Fresh mới với chiết xuất từ sữa và thảo dược tự nhiên, giúp ngăn mùi suốt 24 giờ. Lactacyd, yêu trọn chính mình.